À, cháu đi quay ạ. Dạ vâng. Xiên này là mấy nghìn này cô? 10.000 một xiên này. Cái này là một xiên này về xiên lên với lại một lon bia. Nếu mà khởi động thì chỉ thế thôi, nhưng mà để xay thì phải hết chỗ này. Xem lại này. Chào cảm ơn cô nhá. Không làm người sao là bánh dày bánh cốm à? Nguyên bản luôn. Cái bé này ngon đấy nhỉ. Cái này ngon đấy, cái này. Khách mày là mày xin lỗi Thank you.
sâu trên cây chuối. Nó có lông đấy anh ạ. Có lông à? Có lông đấy, nhớ đấy. Không đùa đâu. Cái giờ là con tầm. Con mèo. Meow. 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 Móng hổ đúng rồi. Móng hổ. Lấy hai cái. Hai cái được ạ? Lấy hết. Hết ạ? Hết nào. Ba cái, tổng ba cái đúng không? Cắt đi hai cái. Ba cái là 3 triệu ạ. Rồi, cắt lấy cái đoạn này này. Cắt cho cháu đoạn này đi, hết phần mái bà mới bán cho đi. Cho tôi mượn xem một tí. Gần nguyên cơ luôn, đảm bảo cháu trong nó xem. Cái hết luôn mà. Đâu, lấy cái trên này về không biết làm gì. Lấy mỗi cái này, cháu lấy mỗi cái này thôi. Cái này ném chó là chó chạy mất dép rồi. Lấy là nặng lắm, xử nó nặng lắm. Hay rượu ngô hay là rượu gạo? Rượu ngô à? Nấu từ men láo ạ. Nói chung là làm cao. Đây, đó, cuối cùng đã chặn xong. Và cái món của mình đây nhá. Thế mai giờ tôi sáng quay cho mọi người xem. Để thêm gì? Nó tùy từng con anh. Tùy từng con. Tôm trên đó. Vâng. Nhưng mà cái này là mình bót như thế nào nó không được nhọn như lúc đầu nhỉ? Cái thao hay táo này pha múa không ạ?
Đẹp nhở. Bên này mình là người giao gì đấy bà? Bà là người giao gì? Dân tộc giao. Đây đây đây. Giấy tờ khác rất bền đẹp, lấy ngay. Vừa bán bún phở rồi. Vẫn lượng chiếm sắc màu qua kia con phun. Ở đây chợ này chợ trung tâm của huyện, các bạn là đông ở đấy các bạn. Xem đi ạ. Em hỏi em có bánh voi đây à? Bánh bò, bánh trâu, bánh voi đây.